Quý vị đang theo dõi chương trình Môi trường và Tài nguyên phát sóng hàng tuần trên Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong nỗ lực gia tăng mảng xanh của rừng, nước ta đã trồng được hơn 260.000 hecta rừng, theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đây là một trong số những thông tin đáng chú ý trong phần mở đầu của chương trình tuần này. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp vụ sạt lở bờ sông Cổ Chiên, đoạn từ vàm sông Mương Lộ đến rạch Bà Bóng thuộc ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Quyết định nêu rõ mức độ sạt lở bờ sông Cổ Chiên là sạt lở nguy hiểm. Lý do công bố tình huống khẩn cấp, ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra do thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan, triển khai các giải pháp phi công trình và công trình nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an toàn sản xuất và dân sinh theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Trước đó vào ngày 5 tháng 12, vụ sạt lở trên tuyến sông Cổ Chiên đã gây ảnh hưởng đến 22 hộ dân với 109 nhân khẩu. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả nước đã chuẩn bị được 60,9 triệu cây giống, trồng rừng đạt 47,4 nghìn hecta, tăng 27,1% so với tháng 11 năm 2021. Lũy kế 11 tháng, cả nước chuẩn bị được gần 1,19 tỷ cây giống, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm trước. Trồng rừng đạt 260,6 nghìn hecta, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Sản lượng gỗ khai thác đạt trên 17,6 triệu mét khối, tăng 6,6%. Trong 11 tháng năm 2022, cả nước thu về 3.528,7 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, vượt 17,6% kế hoạch năm 2022 và tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời đã có trên 398.000 hecta rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững tại 32 địa phương. Theo thống kê của Tổng cục Phòng chống thiên tai, từ năm 2011 đến năm 2020, khí hậu cực đoan đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế với tổng thiệt hại ước tính gần 230.000 tỷ đồng. Giai đoạn này, trong nông nghiệp có gần 3,4 triệu hecta lúa và hoa màu, hơn 700.000 hecta cây công nghiệp, gần 383.000 hecta thủy sản bị phá hủy, hư hại, cùng hơn 10,8 triệu con gia súc gia cầm bị chết, cuốn trôi. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, biến đổi khí hậu đang ngày càng làm gián đoạn nền kinh tế Việt Nam và những khoản chi phí đang bắt đầu làm giảm tốc độ tăng trưởng. Tính trong năm 2020, Việt Nam đã thiệt hại 10 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 3,2% GDP do tác động của biến đổi khí hậu. Dự tính trong tương lai, kinh tế của Việt Nam sẽ bị tổn thất và thiệt hại nặng nề từ biến đổi khí hậu nhiều hơn. Cụ thể, nếu mực nước biển dâng 1 mét, ước tính sẽ có khoảng 5,3% diện tích tự nhiên bị ngập, 10,8% dân số bị ảnh hưởng, thiệt hại khoảng 10,2% GDP, 10,9% vùng đô thị bị ngập, 7,2% diện tích nông nghiệp bị ảnh hưởng và 28,9% vùng đất thấp bị ngập. Thành phố Lahore thuộc tỉnh Punjab của Pakistan đã trở thành nơi ô nhiễm nhất thế giới theo chỉ số chất lượng không khí toàn cầu. Chất lượng không khí tại thành phố hơn 11 triệu dân Lahore của Pakistan liên tục nằm trong số tồi tệ nhất thế giới và có những ngày trong tuần qua, mức ô nhiễm đã gần đạt tới ngưỡng nguy hiểm, tới gần 400 theo chỉ số đo lường chất lượng không khí AQI. Tình trạng ô nhiễm đã buộc các nhà chức trách phải quyết định đóng cửa trường học 2 ngày một tuần để bảo vệ sức khỏe của trẻ em. Tòa án cấp cao Lahore mới đây đã phán quyết các trường học nên đóng cửa thêm vào các ngày thứ 6 và thứ 7 ngoài ngày nghỉ cuối tuần. Hiện các bệnh viện đã quá tải, với một lượng lớn bệnh nhân gặp vấn đề về thở và mắt, cũng như kích ứng họng, hậu quả của tầng khói mù màu xám bao phủ thành phố. Chăn nuôi là ngành nông nghiệp phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có nước ta. Ngành chăn nuôi không chỉ giữ vai trò quan trọng trong việc mang lại nguồn thực phẩm, mà còn là ngành phát triển kinh tế hiệu quả đối với nhiều nông hộ. Tuy nhiên, đây lại là lĩnh vực có lượng phát thải khí rất lớn và góp phần không nhỏ vào gia tăng biến đổi khí hậu toàn cầu. Nguồn phát thải khí từ ngành chăn nuôi chủ yếu đến từ chất thải khổng lồ của đàn gia súc. Theo báo cáo của Tổ chức Nông lương Thế giới, chất thải của gia súc toàn cầu tạo ra 65% lượng nitơ oxit trong khí quyển. Đây là loại khí có khả năng hấp thụ năng lượng mặt trời cao gấp 296 lần so với khí CO2. Cùng với các loại khí khác như CO2, CH4 gây nên hiệu ứng nhà kính làm trái đất nóng lên. Bên cạnh đó, quá trình sản xuất thức ăn chăn nuôi từ các nhà máy cũng đã thải ra môi trường lượng rất lớn chất khí gây hiệu ứng nhà kính và các chất thải khác gây ô nhiễm môi trường.
Trong nền kinh tế tuần hoàn, mọi nguồn thải đều có tiềm năng trở nên hữu ích nếu chúng ta nhìn nhận chúng dưới những góc nhìn khác. Chất thải ngành chăn nuôi chính là nguồn nguyên liệu đầu vào dồi dào để sản xuất khí sinh học, từ đó trở thành nguồn năng lượng sạch quay trở lại phục vụ hoạt động sản xuất của trang trại chăn nuôi. Đây cũng là hướng giải quyết nguồn chất thải chăn nuôi hiệu quả nhằm phát triển ngành chăn nuôi một cách bền vững hơn. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy hiện cả nước có khoảng 13.752 trang trại chăn nuôi quy mô lớn, từ 1.000 con lợn, bò, dê trở lên, và có khoảng 35.000 cơ sở chăn nuôi quy mô vừa. Tổng lượng chất thải chăn nuôi năm 2022 lên đến 81,8 triệu tấn một năm. Trong đó, chăn nuôi lợn chiếm 44,9%, bò thịt chiếm 26,7%, trâu chiếm 15,3%, gia cầm chiếm 8,1%. Bò sữa chiếm 4,9% trong tổng lượng chất thải chăn nuôi. Chất thải chăn nuôi được coi là nguồn nguyên liệu đầu vào và là tiềm năng rất lớn để phát triển năng lượng từ khí sinh học. Khí sinh học là hỗn hợp khí metan và khí carbonic, trong đó chiếm tới 60% là khí metan được tạo ra từ quá trình phân giải các chất thải của người, động vật và cả thực vật trong điều kiện kín khí. Theo tính toán, 1 mét khối hỗn hợp khí tương đương với 1 lít cồn, 0,8 lít xăng, 0,6 lít dầu thô, 1,4 kg than hay 1,2 kWh điện năng, có thể sử dụng để chạy động cơ 2 kV-ampe trong 2 giờ, sử dụng cho bóng đèn thắp sáng trong 6 giờ, cho tủ lạnh 1 mét khối khí biogas trong 1 giờ, hoặc sử dụng nấu ăn cho gia đình 5 người trong 1 ngày. Do đó, sử dụng khí sinh học để phát điện từ lâu đã là một công nghệ quen thuộc và phổ biến ở hầu hết các nước trên thế giới, nhất là các nước công nghiệp và phát triển. Bắt đầu từ năm 2003, Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV đã hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai dự án chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam. Trong giai đoạn 2003 đến 2020, đã có hơn 185.000 công trình khí sinh học được xây dựng, lắp đặt tại 55 tỉnh, thành phố, với khoảng 2.500 công trình. Dự án đã đạt những thành công bước đầu trong việc xây dựng thị trường khí sinh học cho ngành chăn nuôi, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi ước tính có khoảng 20.000 trang trại chăn nuôi quy mô lớn ở Việt Nam, và tất cả sẽ phải tuân theo những quy định về môi trường trong tương lai gần. Và việc xử lý khí sinh học đóng vai trò quan trọng để hỗ trợ phát triển tiềm năng này. Dự án năng lượng sinh học cho nông nghiệp tuần hoàn cho thấy tính khả thi của việc sản xuất điện tại các trang trại chăn nuôi là rất lớn. Các trang trại có thể giảm hơn 20% hóa đơn tiền điện. Đây là đường ống dẫn khí sinh học đến máy phát điện tại một trang trại chăn nuôi lợn ở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Trước đây, trang trại cũng đã trang bị hầm ủ biogas. Tuy nhiên, lượng khí biogas này không được tận dụng và thường bị đốt bỏ, gây lãng phí. Thế nhưng với hệ thống phát điện khí sinh học và bộ lọc khí do công ty E-Green lắp đặt, lượng khí biogas của trang trại đã được xử lý và thông qua máy phát điện khí sinh học để sản xuất điện lưới 220 kV quay trở lại phục vụ cho hoạt động của trang trại. Dù mới chỉ được lắp đặt 4 tháng, nhưng hệ thống đã đem lại những hiệu quả rất rõ rệt. Cái giá thành của đầu vào của con lợn, chi phí trong một tháng là chúng tôi thấy giảm đi rất là nhiều. Là nhiều trong một cái tháng mà mình sử dụng để so với cái điện lưới. Một tháng thì nó cũng sử dụng điện thì nó cũng không căn cứ vào tháng đâu. Có cái tháng dùng nhiều, tháng dùng ít. Nhưng thường thường thì mỗi một tháng chúng tôi sử dụng hết tầm khoảng độ 15 đến 17 triệu trong một trại. Thế còn có những tháng cá biệt đến 30 đến hơn 30 triệu trong một trại trong một tháng cơ. Thế thì chúng tôi cảm thấy là giảm, ví dụ mỗi một tháng là sẽ giảm được từ 13 đến 15 triệu trong một tháng. Được nghiên cứu và phát triển từ năm 2018, sau 2 năm, hệ thống lọc khí sinh học và máy phát điện khí sinh học của công ty E-Green đã hoàn thiện và được đưa ra thị trường, mở ra một hướng đi mới, tuần hoàn và bền vững hơn cho các trang trại chăn nuôi. Cho đến thời điểm hiện tại, E-Green đã phủ sóng được 15 tỉnh trên tổng số 62 tỉnh thành của cả nước. Thì các máy hoạt động ổn định và được giám sát theo dõi từ xa nên tất cả các cái thông số máy có vấn đề hay là có sự cố đều được E-Green nắm bắt kịp thời và xử lý triệt để ngay từ đầu. Hệ thống lọc khí và máy phát điện khí sinh học do công ty E-Green phát triển
đã giúp các trang trại xử lý được 3.285.000 tấn chất thải chăn nuôi mỗi năm. Bình quân mỗi trang trại sản xuất 96.000 kWh điện sạch mỗi năm, qua đó giảm phát thải carbon tương đương với 370.000 tấn CO2 trong 3 năm đầu. Nếu tất cả các trang trại chăn nuôi quy mô lớn được lắp đặt máy phát điện, thì quy mô thị trường điện khí sinh học tại Việt Nam dự tính có thể lên đến 500 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Sau khi mà có cái hạng mục máy phát điện chạy bằng khí bioga này vào các trang trại, thì lượng khí đấy sẽ được đưa vào động cơ đốt trong, chuyển hóa nhiệt thành cơ và phát ra điện thay thế cho điện lưới. Thì ở đây mình sẽ làm được lợi ích cho trang trại là gồm hai việc. Việc thứ nhất là xử lý được môi trường. Việc thứ hai đấy là giảm được cái chi phí đầu vào cho con lợn, tức là giảm được chi phí tiền điện. Thì nguồn điện ở đây thì cũng được đảm bảo không khác gì với điện lưới. Thì như thế là việc rất là thuận lợi cho các chủ trang trại để tăng được cái lợi ích thu nhập và phát triển được kinh tế. Có thể thấy, việc tận dụng triệt để nguồn khí sinh học sẽ giúp nước ta tiến đến gần hơn mục tiêu cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Trước những nguồn lợi thiết thực mà khí sinh học mang lại, chính phủ đã đề ra chương trình hành động chính sách về chuyển đổi sang nông nghiệp và lương thực bền vững. Cụ thể, đối với phương án E5 sử dụng khí sinh học thay than, ga cho đun nấu gia đình ở nông thôn, mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 5% trong tổng số hộ gia đình ở nông thôn sử dụng thiết bị đun nấu, sử dụng khí sinh học từ chăn nuôi. Đối với phương án E39 phát triển điện khí sinh học, sẽ có 30 MW điện khí sinh học được lắp đặt vào năm 2030 để thay thế cho các nhà máy nhiệt, sau đó tăng thêm 150 MW vào năm 2050. Diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu đang đòi hỏi mọi quốc gia trên thế giới có phương thức mạnh mẽ hơn trong giảm phát thải khí nhà kính. Nhằm giảm phát thải khí nhà kính, ngăn chặn sự nóng lên của trái đất, các trang trại, doanh nghiệp chỉ có thể chọn một trong bốn phương án, bao gồm nộp phí phạt hoặc nộp thuế môi trường, tự giảm phát thải tại cơ sở sản xuất, mua tín chỉ giảm phát thải trên thị trường, đầu tư thực hiện dự án giảm phát thải carbon. Trong đó, việc mua bán tín chỉ giảm phát thải trên thị trường là phương pháp tiên tiến được ngày càng nhiều quốc gia triển khai và đã tạo ra thị trường carbon, hay còn gọi là thị trường trao đổi tín chỉ giảm phát thải khí nhà kính. Đây là một loại thị trường mà hàng hóa được mua và bán trong thị trường là lượng khí nhà kính giữa bên mua và bên bán. Các bên tham gia mua bán có thể là các doanh nghiệp trong nước trao đổi với nhau, hoặc giữa các tổ chức trong nước và các tổ chức quốc tế, có thể là các tổ chức tài chính hoặc doanh nghiệp. Trong đó một bên sẽ trả tiền cho một bên khác để đổi lại một lượng nhất định giảm phát thải khí nhà kính. Với khả năng giảm lượng khí thải một cách hiệu quả, khí sinh học hoàn toàn có khả năng phát triển mạnh mẽ trong thị trường carbon của nước ta trong tương lai. Cục chăn nuôi với SNV thì thực hiện thì đã làm được hơn 3 triệu tín chỉ carbon và bán được hơn 8 triệu đô. Thì đối với một cái hệ thống máy phát điện này thì nó lớn hơn rất nhiều so với cái quy mô một nông hộ đấy. Thì nhân với khoảng 20.000 cái trang trại trên toàn Việt Nam thì cái tiềm năng rất là lớn. Thì chúng tôi cũng đã có những cái nghiên cứu để xây dựng một cái hầm phần carbon cho cái dự án về khí sinh học, máy phát điện khí sinh học cho các trang trại này. Và chúng tôi hy vọng là trong 1-2 năm tới cái dự án đấy hình thành và mang lại một cái nguồn tiền quay lại phục vụ cho những cái mô hình như này, cho bà con duy trì và vận hành các công trình hiệu quả hơn. Nguồn doanh thu từ tín chỉ carbon chính là nguồn hỗ trợ tài chính cho các dự án giảm phát thải khí nhà kính. Chúng ta đã cam kết đến năm 2030 sẽ cắt giảm 9% lượng phát thải khí nhà kính và sẽ đạt 27% với sự hỗ trợ của quốc tế. Với số lượng trang trại đang hoạt động trên toàn quốc như hiện nay thì tiềm năng phát triển khí sinh học tại nước ta vẫn còn rất lớn. Nếu có thể mở rộng những mô hình sản xuất và sử dụng khí sinh học, nước ta sẽ không chỉ cắt giảm được lượng khí phát thải lớn mà còn có được nguồn tài chính dồi dào dành cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Thách thức giảm phát thải khí nhà kính đang trở nên ngày càng cấp thiết khi mà biến đổi khí hậu có diễn tiến nhanh hơn bao giờ hết. Biến đổi khí hậu không chỉ tác động mạnh mẽ đến cuộc sống của con người mà còn gây xáo trộn đời sống của các loài sinh vật. Là loài có tỷ lệ sống rất thấp, chỉ 1 trên 1.000, loài rùa biển cũng đứng trước nhiều nguy cơ khi mà đại dương cũng đang bị ô nhiễm và trái đất dần nóng lên.
Trong nhiều năm, nước ta đã có nhiều chương trình kế hoạch hành động bảo tồn loài rùa biển. Trong đó phải kể đến chương trình tình nguyện viên bảo tồn rùa biển do Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN thực hiện thường niên từ năm 2014. Trong mục Sống Xanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại hành trình 8 năm qua trong lễ tổng kết của chương trình ý nghĩa này. Theo kết quả nghiên cứu, số lượng rùa lên đẻ trứng tại Việt Nam giảm từ 10.000 cá thể mỗi năm xuống còn 450 cá thể vào năm 2019. Một trong những lý do dẫn đến tình trạng suy giảm số lượng rùa biển là do khai thác quá mức các bãi đẻ của rùa, tình trạng đánh bắt, buôn bán trái phép rùa biển và các sản phẩm từ rùa. Trên cơ sở đó, từ năm 2014, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN đã khởi xướng chương trình tình nguyện bảo vệ rùa biển. Lễ tổng kết chương trình để nhìn lại chặng đường bảo tồn rùa biển 8 năm qua cũng là dịp tri ân cũng như cơ hội để các tình nguyện viên gặp gỡ trao đổi kiến thức về rùa biển, kết nối mở rộng thêm nguồn lực cho hoạt động bảo vệ rùa biển tại Việt Nam. Kết quả cao nhất mà tôi thấy đấy là sự có quan tâm của xã hội vào các hoạt động về bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ rùa biển nói riêng. Đồng thời là qua sự quan tâm của các bạn trẻ, các tình nguyện viên ấy, thì cũng làm cho các anh chị em ở các vườn quốc gia và khu tồn biển họ rất tự hào về công việc của họ. Thì đấy là một cái thành công mà tôi thấy đánh giá rất là cao. Qua 8 năm thực hiện, chương trình bảo tồn rùa biển IUCN thu hút được sự quan tâm đồng hành của rất nhiều tình nguyện viên trên khắp cả nước, mọi độ tuổi ngành nghề, có chung tấm lòng yêu thiên nhiên. Hơn 11.000 đơn đăng ký tham gia, hơn 500 tình nguyện viên được lựa chọn là những con số ấn tượng đối với hoạt động bảo tồn rùa biển còn đang thiếu nhiều nguồn lực cả về con người và tài chính. Đáng nói, có không ít tình nguyện viên tham gia đăng ký bảo tồn rùa nhiều lần tại nhiều điểm. Năm đầu tiên thì mình tham gia đăng ký ra Côn Đảo năm 2020 và đến 2022 thì mình lại đăng ký một lần nữa, lại ra Côn Đảo. Nhưng mà ở một cái đảo khác, hòn khác thì mình cảm thấy là mình đóng góp được một cái phần nhỏ vào cái việc bảo vệ môi trường. Rồi mình có thể giới thiệu với mọi người, mình quảng bá, tức là để mọi người biết nhiều hơn đến cái thực trạng về môi trường hiện tại đó cũng rất nhiều vấn đề. Vì mình trực tiếp mình đi thì mình mới thấy được những cái việc đấy. Mục đích chính của chương trình tình nguyện viên bảo tồn rùa biển nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị và tầm quan trọng của rùa biển thông qua việc tạo cơ hội cho tình nguyện viên tham gia vào công tác nghiên cứu và bảo vệ rùa biển tại các bãi đẻ, đào tạo đội ngũ tình nguyện viên có hiểu biết và kỹ năng, giúp đỡ cán bộ chuyên môn tại các khu bảo tồn rùa biển, cuối cùng là tăng cường năng lực cho các khu bảo tồn biển. Trong những cái thời gian ở đây, tụi mình sẽ làm công việc chính, tất nhiên là hỗ trợ gọi là đỡ đẻ cho rùa biển. Tụi mình sau khi được tập huấn thì sẽ trực hàng đêm để xem coi là nếu như mà rùa lên thì tụi mình sẽ đợi cho con rùa nó đẻ xong, tụi mình sẽ di dời cái tổ trứng đó về cái hồ ấp để bảo vệ cái số lượng trứng đó, cũng như là theo dõi đến cái ngày mà trứng nở ra, thì nó vừa giúp bảo tồn cho rùa mà nó vừa giúp cho công tác nghiên cứu khoa học, và điều đó thực sự là giúp cho tụi mình thay đổi cái nhận thức về chuyện là thiên nhiên thực sự là quan trọng như thế nào và chúng ta cần phải hành động như thế nào để bảo vệ nó. Thì không chỉ bảo tồn rùa biển mà còn bảo tồn cả cái môi trường sống của chúng ta nữa. Bảo tồn biển tốt chưa hẳn bảo tồn rùa biển tốt, nhưng bảo tồn rùa biển tốt thì chắc chắn công tác bảo tồn biển tại địa phương đó là tốt. Vì vậy, có thể nói bảo tồn rùa biển chính là bảo tồn biển. Hy vọng trong thời gian tới, mạng lưới tình nguyện viên của chương trình sẽ lan tỏa hơn nữa, cùng nhau tạo nên mạng lưới tình nguyện viên bảo tồn rùa biển rộng khắp trên cả nước. Những hình ảnh ý nghĩa trong hoạt động bảo tồn rùa biển cũng đã khép lại chương trình tuần này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình Môi trường và Tài nguyên kỳ sau.